Em Trực, chuyên nhà đất vùng biên Nha Trang, xin kính chào tất cả các quý anh chị đang theo dõi kênh Hồng Trực Bốc Nha Trang. Thì trong video này, em Trực sẽ giới thiệu một lô đất ven Nha Trang, cách thành phố Nha Trang mình là 18 km đường ô tô, đi tới quảng trường 24. Và hiện tại thì lô đất này đang được giảm giá tới 100 triệu. Giá trước kia là 800 triệu nha anh chị, nhưng bây giờ là 700 triệu cho tổng diện tích là 125m ngang 5 và 25, nằm trong khu vực dân cư rất là đông đúc luôn. Thì bây giờ em Trực sẽ bay một số đoạn ảnh flycam từ trên xuống. Và đồng thời gần cuối video á, em Trực sẽ đo những tiện ích trực tiếp trên Google Maps luôn bằng điện thoại để quý cô chú anh chị nhà mình sẽ hình dung được cái con đường đi vào cũng như lô đất nha. Đây anh chị, ở góc máy quay flycam này thì anh chị sẽ thấy được là toàn bộ hình dáng của lô đất của mình, rất là vuông vức luôn. Thì chủ họ đã làm toàn bộ mặt hết rồi. Và đây là hiện trạng thực tế của lô đất nha. Đây, ở đây thì có hai lô sát ngôi nhà này đều có tổng diện tích là 125m ngang 5 và dài 25. Và mỗi lô đều có 60 mét thổ cư. Thì chủ họ bán cái lô này nè anh chị, lô này nha. Thì ranh giới là chủ họ làm trụ bê tông cây cột 2 mét nè, làm hàng rào kiểm tra nè, chạy hết cuối lô đất luôn. Và ở dưới á thì họ xây bằng hàng đất tấm lô này anh chị, đó hàng đất cái lô này thì tới cái trụ điện này đi phía sau. Và đặc biệt cái thổ nhưỡng ở đây rất là mát nha anh chị ha, trồng tất cả các loại trái cây. Và lô đất mình có hướng là hướng Tây Bắc, phù hợp cho quý cô chú anh chị nào mà phù hợp với hướng Tây Tứ Trạch. Về cái con đường bê tông này hiện trạng rộng là 3,5m nha anh chị, đường thông nha. Khi mà dòng 4 chỗ của VinFast á, là chứ phải điều hay là dòng i10 á, đều đi được cái con đường này nha. Về ở đây thứ hai còn đi vào, nếu anh chị nhà mình mà đi từ đường tỉnh lộ 2 tới hương lộ 39 ngay cái sân Trắng Giả đi vào đất á, mình sẽ đi tới đường là đường Thành Hồ, rồi đi tới đường Phú Tuy, đi tới đường Bến Khẩu sẽ tới được cái lô đất này. Và giá 700 triệu thì em Trực chia ra đâu đó chỉ có là 5 triệu 6 thôi anh chị. Giá đất trồng cây lâu năm ở đây là từ 3 triệu rưỡi cho đến là 4 triệu 2 một mét rồi nha. Ở đây là điện nước wifi tới nơi. Đây. Mình có một trụ điện nè, bắt sẵn luôn, mình chỉ việc về mình ở thôi. Và anh chị nào thích một cái lô đất mà có diện tích rộng á, thì ở phía sau mình chừa là một khoảng sân, ở phía trước thì dùng là một khoảng sân để mình để xe máy, phía sau thì để làm một cái vườn chiều dài 25m, rất là tiện lợi để mình làm một cái nhà vườn ở tại đây luôn. Về khu dân cư ở đây rất là yên tĩnh anh chị. Thời điểm em Trực đang quay căn nhà này khoảng là 10 giờ kém rồi, khu dân cư yên tĩnh. Về ở đây thì lấy cái không khí từ con sông cái anh chị, thì anh chị nhìn từ góc flycam này nè, đó em Trực cái bay á, thì từ vị trí lô đất mình ra con sông cái đâu đó hơn là 400m anh chị. Trưa không khá là mát, và thời tiết nóng nắng thì nó hơi cực một xíu, tại vì Việt Nam mình đang trải qua cái đoạn nắng rất là gắt luôn, hầu như cái Việt Nam mình luôn. Đây cái đường này nè, thì mình sẽ đi ra được là đường Phú Tuy nè, đây sân bóng. Còn cái đường này á, như nãy em nói là đi ra đường Thành Hồ. Sổ đã đầy đủ nha anh chị. Về cái này thì anh chị nào thiện chí á, thì em sẽ kết nối anh chị với anh chủ để mình sẽ tiến tới được giao dịch. Hay em được đi ra phía sau lô đất đây. Lô đất mình rất là bằng phẳng nha anh chị. Đây anh chủ anh rất là kỹ luôn, xây hàng đá tấp lô hết luôn, vì anh rất là sợ bị lấn chiếm ranh giới. Đây, để tới phía sau này. Đây, cái này luôn. Và lô đất mình có vị trí chính xác tại là thôn Phước Ti, xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Còn bây giờ em Trực sẽ đo cái khoảng cách tiện ích trên Google Maps trực tiếp cho anh chị nhà mình tham khảo luôn nha, để anh chị sẽ biết những cái con đường nào đi tới được lô đất này. Đây anh chị, cái điểm này chính là vị trí của lô đất nha. Bây giờ em Trực sẽ đo đường hồ nè, điểm này là 350m, chỗ cái con trỏ này anh chị, cái là đường ô tô này đó.
Thì bây giờ từ vị trí ra đường hồ này, em trực sẽ đo ra tới đường chỗ này á, đoạn này ở đường hương lộ 79 nha anh chị. Đường hương lộ 79 nó dài. Thì từ đoạn này đi lên tới Dương Lâm á chính là đường tỉnh lộ 8. Đó, bây giờ em đo ra cái sang cái nhẽ này ở đây. Cây xăng trắng dễ em điểm đến là đi ra tới cây xăng trắng dễ là 2,3 km, nhưng gọi là Google nó tính là cái đường thẳng tới này. Thì bây giờ mình sẽ tới đoạn này là bao nhiêu mét nha, tới chỗ chỗ này chính là chợ Dân Phước này, trường trung học cơ sở Tế Học này, và chỗ này là trạm y tế này, bên cạnh đây là trường mầm non, trường đông đúc, được sẽ đo chỗ giờ chỗ này. Đó là 2,9 km nha anh chị, tới trung tâm của xã Dân Phước là 2,9 km. Trên này là ủy ban nè, nhà thì cưới rất là đông trên này anh chị, và đường tỉnh lộ 2 để hoàn thiện rồi, tương lai rất có giá trị luôn. Còn bây giờ em trực sẽ đo ra tới đi về thành phố Nha Trang nè, đi tới bến trường 2 tháng 4 thử là bao nhiêu km nha. Ở chỗ này thêm em đến nè, bến trường 2 tháng 4 là 22,1 km, tương đương là 39 phút. Bây giờ mình sẽ bỏ vị trí đường 24 này, mình cách chọn tới tới sân bay Cam Ranh đi. Sân bay Cam Ranh là điểm này. Ở đây. Điểm đến là 45 km, tương đương là 55 phút. Còn bây giờ mình sẽ đo tới bến xe đi. À, bến xe như thế này anh chị. À, trước khi đến bến xe thì mình sẽ tới đo tới là trung tâm. Đây là trung tâm hành chính mới tọa lạc tại xã Giới Lạng nha anh chị, điểm này nha. Điểm. Thì mình đi tới trung tâm của hành chính mới á, tại Xuyên Lạc là 6,8 km nè. Đó, bây giờ mình sẽ đo tới là bến xe. Đây, bến xe đây. So the bus. Đây, mình tới bến xe á, là 9,5 km. Như vậy là nếu như chúng ta ở trần tiện ích á, ở trong vòng 5 km đó lại á, thì mình có chợ này, trường học này, trung tâm y tế, trạm y tế này, rồi đây có ủy ban, nhà tiệc cưới là rất là gọn, và trong mức giá là 700 triệu thì nghĩa là nó hợp lý cho mình an cư là về làm việc tại huyện Nhân Khánh. À, thì à, nãy giờ em trực cũng review xong lô đất có giá là 700 triệu, diện tích là 125 m. Thì quý cô chú anh chị nhà mình có nhu cầu đi xem lô này thì em trực gửi toàn bộ qua Zalo. Số điện thoại em là 0843216679. Em trực cũng sẽ hỗ trợ cho quý cô chú anh chị nhà mình tới giao dịch này luôn khi mà anh chị nhận được sổ đỏ nha. Hẹn gặp lại anh chị nhà mình ở một video tiếp theo.